Thu hồi đất 5 căn biệt thự di tích tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại ở thành phố Nha Trang. Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể là thu hồi hơn 9.200m2 đất, 5 căn biệt thự di tích do Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà thuê để giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa quản lý. Những biệt thự này thì được xây dựng cách đây 100 năm và đây cũng là phần quan trọng nhất của khu di tích Lầu Bảo Đại, được các nhà chuyên môn đánh giá cao về giá trị lịch sử văn hóa. Và cách đây 10 năm thì Công ty Khánh Hà được tỉnh Khánh Hòa giao đất thực hiện dự án. Và trong quá trình thực hiện thì chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm và bị đình chỉ thi công từ tháng 5 năm 2018 cho đến nay.